Và sau gần 5 tiếng, mình đã lái chiếc camper van từ Little Sài Gòn lên đến Morro Bay. Thì trong cái video kỳ vừa rồi, mình đã được trải nghiệm ăn những món hải sản tại thành phố Morro Bay. Và hôm nay, như là Khang đã nói trong video vừa rồi, mình sẽ tìm hiểu tại sao Morro Bay là một trong những nơi nổi tiếng tại tiểu bang California nè mọi người. Và nó có dính dớp về cái Morro Rock, là hòn đá Morro Rock. Nó có một cái lịch sử rất là đặc biệt. Và hôm nay xin khán giả cùng theo Khang và gia đình Năng, mình tìm hiểu thêm về thành phố Morro Bay và hòn đá Morro Rock. Và sau đó cũng không quên, mình sẽ bắt đầu đi đến nơi kế tiếp, địa điểm thứ hai trên chiếc camper van cùng gia đình nhỏ của Khang trong một chiếc xe rất là chật chội, để mình tìm hiểu thêm về nơi kế tiếp, đó là Monterey Bay. Nếu mà người nào muốn trải nghiệm cuộc sống camper van hay là xe nhà di động ở bên Mỹ Năng, xin khán giả cùng theo dõi Khang Năng. Let's go! Good morning. Hello, Daddy. Good morning, Nana. But I like to go with you. Good morning. I want to go up with you, Dad. Good morning. I'm going down, and good morning. I want Daddy. Good morning. How are you gonna go down, Daddy? I'm going down right now. Can I help you watch? What's that? Okay. So tiny, nhà này nhỏ quá. Đi, tránh ra nè. Người phải thay chỗ ngồi. Yes. Và đã đến giờ mình đi ăn sáng đó mọi người. Hôm nay món đặc biệt của buổi sáng đầu tiên ở đây là mì gói. Chả mì ngon lắm chứ anh Vy? Ngon sao? Mì gói and broccoli. Yep. View này nàng. View mắc tiền, view triệu đô. Và bước một vài bước là tới nhà bếp nè. Và mình có cơ hội mình sẽ review chiếc xe này có những cái gì cho mọi người xem. Và đây là một vài cảnh liền nhanh thôi, quick view. Đây, giường ngủ nè. Hai giường ngủ, giường ngủ. Ok, review sau. Chắc đến lúc này mọi người cũng đang thắc mắc rằng, nếu mà mình đậu một cái camper van hay là một cái RV hay là recreational vehicle hay là một cái trailer ở đây thì mình đậu ở đâu? Thì theo Khang biết thì mình có hai chỗ. Mình có thể đậu những cái chỗ free như là Walmart, những cái chợ mà mình có thể mình gọi trước cho họ biết. Nếu mà họ cho mình đậu thì mình đậu overnight. Hoặc là mình có thể vào mướn một vài cái chỗ đậu gọi là full hookup place, hay là một cái chỗ đậu xe cho những cái chiếc RV hay là trailer hay là camper van trong những cái công viên quốc gia hay là công viên của tiểu bang. Mình có thể mình trả tiền mình đậu, như là tại cái Morro Bay Campground thì Khang đã trả 90 đồng một đêm. Và cái chỗ nơi này thì nó có full hookup, có nghĩa là nó có điện, nó có nước, nhưng mà vì chiếc xe camper van của mình không có chỗ chạc điện, mình chỉ dùng pin của xe, nhưng mà mình có thể dùng nước đây cũng được.
Nhưng mà những người mà có trailer thì họ có thể hay dùng cái full service luôn. Họ có thể dùng điện ở tại cái campground, họ dùng nước, những cái gọi là black water tank để họ tẩy những cái nước dơ. Nhưng mà mình cái camper van thì mình lần đầu tiên mình đi nên mình cũng không có biết nhiều lắm. Mình chỉ dùng những cái gì mà nó simple, cần thiết cho mình thôi. Theo Khang nghĩ thì 90 đồng thì cũng có thể mắc tiệc. Nhưng mà nếu khán giả nghĩ đi, nếu mà mình tới thăm một cái nơi nổi tiếng như là Morro Bay mà mình đi mướn một cái hotel thì Khang nghĩ nó không có rẻ hơn 90 đồng đâu. Nó sẽ mắc hơn nữa, nó cũng có 100 đồng, 200 đồng trở lên. Cho nên cái là một cái tiện nghi khi mà mình đi thăm một cái nơi nào nổi tiếng, mình dùng những chiếc camper van thì nó đưa bớt tiền cho mình hơn, nó rẻ cho mình hơn. Và hôm nay mình sẽ đi vòng quanh cái Morro Bay Campground một chút nè, để mình tìm hiểu ở nơi đây nó có cái gì đặc biệt hơn nữa. Và sau đó mình sẽ nói về cái lịch sử của thành phố Morro Bay và cái Morro Rock, hòn đá Morro Rock, tại sao nó rất là nổi tiếng nè mọi người. Cái cầu này mọi người, trong đầu Khang đang đi đường hướng này thì Khang mới nghĩ rằng cái nhiều lần cái đường mà ít ai đi và nhiều thiên nhiên là cái thuận lợi tốt nhất. Khang nghĩ đây là một cái điều tốt khi mà mình có những em nhỏ, vì thời buổi này mọi người đều rất là chú ý về những cái máy móc, technology, digital device. Có cơ hội mình yên tĩnh khi khán giả có nghe không? Và cho em nhỏ được ra thiên nhiên, tìm hiểu thêm về những cây cối, hoa, cảnh, thì Khang nghĩ đó là một cái điều tốt. Nó giúp cho mấy em cái trí óc sáng tạo hơn, được suy nghĩ, được tự nhiên hơn, hơn là mình trong một cái máy móc mà nếu như là nó gọi là một cái hộp gì đó, là đầu óc mình sẽ không có được sự sáng tạo, không được suy nghĩ tự nhiên. Giật dù chỉ đi vòng quanh thôi, nhưng mà Khang nghĩ nó là đấy điều rất hay. Thôi tiếp tục đi Năng. Cô giáo nè nè. Morro Rock. Morro Rock. Let's not focus, okay? Not an thì, ốc, right? Is that ốc? Ốc? Yeah. Ốc là cái the was there earlier. Này. Rất là thiên nhiên. Right here, dead squirrel, got a dead squirrel right here. Wow, so sad for the squirrel. Don't touch them, I just look. Where's the mommy rolling for? Oh, it's down there, right there. It's coming. No, 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 Nana, leave her alone, because you're going to scare them. No. No, they know, they know. Nana, they know how to go. She's hopping the roly-poly. Và đặc biệt ở đây Morro Bay nè mọi người. Cái này thì giờ mình chỉ đi cái hiking gần cái chỗ mà mình ở thôi. Nhưng mà ở đây Morro Bay có một cái cảnh rất là đẹp, rất là nổi tiếng gọi là Morro Rock. Có phải đó là Morro Rock không? Không biết nè. Let's see. Tại sao ai đến Morro Bay đều muốn tới xem cái Morro Rock hay là hòn đá Morro? Có cái gì đặc biệt không ạ khán giả? Tại sao nó nổi tiếng? Thì bây giờ khán giả cùng Khang đi tìm hiểu lịch sử về hòn đá Morro Rock. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá,
giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Và hôm nay mình sẽ tìm hiểu thêm về thành phố Morro Bay và tại sao nó là một thành phố nổi tiếng trong tiểu bang California nè. Nói chung thì thành phố Morro Bay nổi tiếng vì một số lý do chính, chủ yếu là nhờ vào những đặc điểm nổi bật và đẹp tự nhiên và ý nghĩa văn hóa. Thì cái đặc trưng nhất của thành phố Morro Bay là hòn đá Morro. Nếu mà khán giả nào mà ghé qua Morro Bay thì mình nghĩ là chỉ là một cái hòn đá lớn thôi. Nhưng mà quý khán giả có biết rằng đây là một cái núi lửa lớn cao 176 mét nổi lên trên cái vịnh Morro Bay. Nó là di tích lịch sử của California và là một điểm dừng chân tự nhiên quan trọng đối với thủy thủ và du khách dọc theo bờ biển. Vịnh Morro Bay nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp, động vật hoang dã, đa dạng và các khu bảo tồn thiên nhiên. Nó thu hút những người yêu thiên nhiên, người quan sát chim và nhiếp ảnh gia với không gian yên bình và đối sóng biển phong phú. Khi nói về lịch sử của Morro Bay thì nó bao gồm cả nền văn minh bản địa của người Mỹ, sự khám phá của người Tây Ban Nha và các cư dân Mỹ đó. Góp phần vào giá trị văn hóa đặc biệt của nơi này thì cũng có các công viên tiểu bang Morro Bay và bảo tàng lịch sử tự nhiên cung cấp cái nhìn sâu sắc về quá khứ và môi trường tự nhiên của vùng đất này. Và khi nói về bảo tàng lịch sử tự nhiên thì hôm nay mình sẽ lái xe một chút thôi, cũng cỡ 3-4 phút thôi. Mình sẽ tới thăm bảo tàng tự nhiên của thành phố Morro Bay và mình sẽ hiểu thêm về cái lịch sử của hòn đá Morro Rock. Và nói chung nói lại nè, đó là không phải là hòn đá nè, đó là núi lửa Morro Rock. Xin khán giả cùng theo Khang và gia đình nè. Ok, và bây giờ mình sẽ đi The Museum Morro Bay, Natural Museum Morro Bay. Sao mấy người đã mới vô mà sao đi ra lại không? Hay là đóng cửa? Mới mở cửa nè. Tại vì cái này nó nằm rất là gần nè mọi người. Nó gần cái chỗ campsite của mình một vài phút thôi. Mình đậu xe mình ở đây và mình sẽ đi vào mình tìm hiểu thêm một điều thú vị ở tại thành phố Morro Bay. Chút về cái Morro Bay. Theo Khang biết, by the way, cái museum này free nè. Từ lúc mình online mình tưởng là 3 đồng nhưng mà miễn phí. Cái Morro Bay này được nổi tiếng là cái hòn đảo, cái đá đó, cái hòn đảo đó. Vì hồi xưa nó là một hòn đảo, người ta không có thể vào được, phải đi tàu hay là chèo thuyền qua. Nhưng mà sau này người ta đã làm cái cầu để cho nhiều người đến tham quan, những người mà du khách được tới nhiều để đem có cái gọi là economy tới cho cái thành phố. Và sau đó nhiều người đã ghé qua thăm, nhưng mà nó cũng vì nó chia cái bay thành nửa, vì nó làm cái cầu man made người làm, thì nó đã dựng lên nhiều vấn đề như là nước nó bị ngãn hay là rác rồi đó. Và họ vẫn tiếp tục để giúp những con thú vật đó, họ phải clean up nhiều, cho nên mình thấy ở ngoài đó như là cái bãi cát rồi đó. Đó là một cái phần của cái Morro Bay, nó là một cái bán đảo nè. Wow, mình cũng biết, nhất mình cũng tìm hiểu được tại sao Morro Bay được nổi tiếng nè. Và Khang sẽ tiếp tục có một vài information mà mình tìm online, Khang sẽ nói cho khán giả nè. Alright, Morro Bay, người nào chưa đến ghé qua, đến rồi
ghé qua để ủng hộ một cái nơi địa điểm rất là đẹp, yên tĩnh nha. Ok. À, vì Morro Bay nổi tiếng là những con cá heo, cá voi, humpback whale đi hướng này họ nó migrate, hay là những loại bướm bướm mà gọi là monarch butterfly bay từ miền Bắc xuống miền Nam cũng đi từ hướng này, cho nên thành phố Morro Bay nó nổi tiếng một phần đó. Thì cái phần nói về thành phố Morro Bay và lịch sử của cái Morro Rock cũng dài rồi, thì Khang khuyến khích người nào mà chưa có cơ hội đến tìm hiểu về Morro Bay thì xin nên đi năng. Người Việt Nam mình hay nói rằng thấy còn hơn nghe, đúng không mọi người? Thì mình nên tới thấy và tìm hiểu. Và bây giờ trước khi mình sẽ qua phần nói thêm về một cái cảm nghĩ của Khang sau 2 ngày đi xe nhà di động camper van, thì mình nghĩ ra sao, và sau đó mình sẽ bước lên tới địa điểm kế tiếp, đó là Monterey Bay, một thành phố cũng rất là nổi tiếng trong tiểu bang California. Vì tại sao người ta hay khuyến khích mình đi tới thăm thành phố Monterey Bay? Xin khán giả cùng theo dõi phần kế tiếp nào.